Hello, xin chào tất cả các bạn Kem thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại cùng với chị Hiên ở trong buổi sáng ngày hôm nay Không biết là bây giờ thì Kem đã lên và xem phần phát trực tiếp này hay chưa Nhưng mà đã hứa cùng với các bạn thì chúng mình sẽ gặp nhau vào lúc 5 giờ 15 phút mỗi buổi sáng đúng không nào Và ngày hôm nay chúng mình sẽ có buổi số 02 để có thể ôn tập cùng với nhau Vì thế, những bạn nào đã lên rồi thì hãy gửi lời chào tới chị Hiên nhá, được không nào Ok, xin chào các bạn Xin chào các em ừ. Hello, xin chào Thu Hà Xin chào Kim Thu Xin chào các em Rất là nhanh, chỉ mới phát trực tiếp có chừng 30 giây thôi là đã 100 bạn ngay lập tức vào xem rồi Không biết là ngày hôm qua có bạn nào bị bỏ lỡ cái phần phát trực tiếp của chị không Hello, xin chào các bạn ừ, Hello các em Rồi Rất vui vì ngày hôm nay được quay trở lại cùng với mọi người không để mất thời gian của các bạn nữa Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau bắt đầu buổi số 02 ngày hôm nay nhá? Ngày hôm qua, buổi số 01, chị Hiên đã cùng với các bạn đi tìm hiểu về tác phẩm Tây Tiến của nhà thơ Quang Dũng rồi đúng không ạ? Vậy thì ngày hôm nay, trong khuôn khổ của buổi ôn này, chúng mình sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về thông tin cũng giống như là đi ôn lại kiến thức về một trong số những bài thơ tiêu biểu nhất trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ Xuân Quỳnh, bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Sóng, của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được không nào? Rồi, đương nhiên rồi. À số 01 ạ. À. Chúng mình phải làm gì nhỉ? Bắt đầu đọc thuộc lại thơ cùng chị nhé. Đọc thuộc bài thơ cùng chị nào, các em ơi. Các bạn đã thuộc bài thơ này chưa? Đây là một cái bài thơ khá là đơn giản đúng không? Bởi vì là được viết theo thể thơ ngụ ngôn, ngắt nhịp rất là linh hoạt. Hầu hết tất cả các đoạn thì cũng chỉ bao gồm có 4 câu, duy chỉ có khổ 5 là có 6 câu thôi. Đúng không ạ? Thế nên bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc thuộc bài thơ này nhé. Cảm ơn các em rất nhiều, chúc các bạn một buổi sáng tốt lành. Các em ơi, nào, có nghe chị nói không nhở? Chúng mình sẽ cùng nhau đọc thuộc bài thơ này nhé. Ok không? Các em đã sẵn sàng chưa? Ổn định lại chưa? Hay là có rất là nhiều bạn bây giờ mới ngủ dậy Tự nhiên cảm giác kiểu bàng hoàng ấy <laughs> Rồi ok, xin chào các bạn Nào chúng mình sẽ cùng nhau đọc thuộc bài thơ này nhá Được không? Chúng mình sẽ cùng nhau đọc thuộc bài thơ này nhá Bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh Cùng đọc thuộc với chị nhá Được không nào? Rồi, bắt đầu dữ dội và dịu êm ồn nào và lặng lẽ Sông không hiểu nổi mình Sóng tìm ra tận bể Ôi con sóng ngày xưa Và ngày sau vẫn thế Nỗi khát vọng tình yêu Bồi hồi trong ngực trẻ Trước muôn trùm sóng bể Em nghĩ về anh Em, em nghĩ về biển lớn Từ nơi nào sóng lên Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em cũng không biết nữa Khi nào ta yêu nhau con sóng dưới lòng sâu con sóng trên mặt nước ô con sóng nhớ bờ ngày đêm không ngủ được lòng em nhớ đến anh cả trong mơ còn thức dẫu xuôi về phương bắc dẫu ngược về phương nam nơi nào em cũng nghĩ hướng về anh một phương ở ngoài kia đại dương trăm ngàn con sóng đó con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở cuộc đời tuy dài thế năm tháng vẫn đi qua như biển kia sẫu rộng mây vẫn bay về xa làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ rồi các bạn ơi như chị đã nói cùng với các em thì một trong những cái điều đầu tiên đấy mà chúng mình nhất định phải chú ý đó chính là chúng mình phải thuộc thơ bởi vì cái cảm giác khi mà chúng ta không thuộc thơ ấy, mà chúng ta đi thi ấy nó sẽ gây ra cho chúng ta một cái cảm giác cực kỳ là lo lắng các bạn hiểu ý chị không ạ? Thế nên là cái việc đọc thuộc thơ bao giờ cũng là việc mà chị Hiên đặt lên hàng đầu. Và vừa rồi thì chúng ta đã truy bài lại cùng với nhau rồi. Không biết là có được bao nhiêu bạn đã cùng đọc bài thơ này với chị rồi. Và những bạn nào đã thuộc bài thơ này rồi giơ tay chị xem nào. Nào nhanh nào giơ tay chị xem nào. Giơ tay chị xem nào. Những bạn nào đã thuộc bài thơ này rồi giơ tay chị Hiên xem. Ồ thì à, hôm nay em kiểm tra 15 phút sóng và kiểm tra miệng đất nước luôn à Thế thì hôm nay chị nghĩ là sẽ là một cái buổi rất là thích hợp cho em đấy Chị nghĩ là không chỉ riêng thích hợp cho em đâu Mà thích hợp cho tất cả các bạn Bởi vì nhỡ đâu Thi học kỳ chúng mình thi vào bài thơ sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh thì sao Đúng không nào À ok Rồi rất là nhiều cánh tay đã dơ lên rồi Cảm ơn các bạn vì điều này nhá Đã học cùng với chị Hiên là phải nghiêm túc nha Cố gắng hết sức Nhá rồi ok, khá là nhiều bạn đã thuộc bài thơ này rồi Đây là một trong những cái tín hiệu rất đáng vui mừng Chẳng bù cho ngày hôm qua Ngày hôm qua khi hỏi là những ai mà chưa thuộc bài thơ Tây Tiến là Cũng bao nhiêu là cánh tay dơ lên Khiến cho chị lo lắng quá <laughs> Rồi, các bạn ơi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tác phẩm của các em nhé. Cụ thể đi vào những cái thông tin chính của tác phẩm thì đương nhiên rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về tác giả trước, tác giả Xuân Quỳnh và chị lại tiếp tục đưa cho các bạn một bộ từ khóa nhá. Được không ạ? Chị lại tiếp tục đưa cho các bạn một bộ từ khóa như sau ạ. Đó là đây là một nhà thơ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Được không ạ? Yêu và làm thơ. Được chưa nào? Đề tài mà Xuân Quỳnh thường lựa chọn là viết thơ cho thiếu nhi và viết thơ về đề tài tình yêu. Ok không nào? Rồi, và chúng ta thấy rằng giọng thơ của Xuân Quỳnh bao giờ cũng nhỏ nhẹ, gần gũi. Đúng không? Dạ dị ạ, giản dị, tựa như hơi thở. Lúc nào cũng khao khát yêu thương và luôn luôn chăn trở Âu oh, lo, luôn hàm chứa những chăn trở Âu oh, lo. Ok không ạ? Được không nào? Và đây là một trong số những nhà thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống Mỹ. Được không các em? Đó, đó là một số những cái thông tin. Đương nhiên là có quá nhiều những cái thông tin về Xuân Quỳnh mà chúng ta sẽ lưu ý nhưng mà chị thì chị không thể nào có thời gian để chị gọi là ngồi lại để phân tích với các bạn từng chút từng chút một được như chị đã nói như cái buổi này của chúng mình là mang cái tính chất là chúng mình sẽ ôn tập lại với nhau mà đúng không ạ thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau diễn đạt thành một cái đoạn văn ngắn để nói về nữ sĩ xuân quỳnh các em nhé tương tự giống như việc hôm qua chúng ta đã làm về nhà thơ quang dũng rồi thì ngày hôm nay chúng mình sẽ cùng làm về nhà thơ xuân quỳnh bằng một cái đoạn văn như sau được không nào bằng một cái đoạn văn như sau. Nhà thơ Xuân Quỳnh được biết đến trong nền văn học Việt Nam hiện đại với hình ảnh của một người nghệ sĩ sinh ra với sứ mệnh trong cuộc đời để yêu và làm thơ. Đối với chị, tình yêu chính là sức mạnh giúp chị vượt qua mọi bão rông, khó khăn trong cuộc đời. Chị khát khao sống, khát khao yêu và có thể hy sinh tất cả mọi thứ cho tình yêu của mình. Trong sự nghiệp sáng tác, cầm bút xuân quỳnh chủ yếu viết thơ về hai đề tài thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu mỗi bài thơ của chị đều bắt đầu từ những điều rất nhỏ bé gần gũi trong cuộc sống và khoác lên mình một giọng thơ nhỏ nhẹ gần gũi giản dị tựa như hơi thở bộc lộ những khao khát yêu thương thế nhưng ở trong đó vẫn luôn luôn hàm chứa những chăn trở âu lo chị thuộc lớp nhà thơ trẻ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến chống mỹ ok ông nào các bạn ơi được không ạ thật ra là còn nhiều 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 thông tin về xuân quỳnh lắm nhưng mà chúng mình sẽ chỉ dừng lại ở những cái thông tin chính như vậy chị hiên cung cấp cho các em thôi được không nào ok chưa tự định hình lại trong đầu của mình được chưa tiếp tục là một cái bộ từ khóa tiếp theo chị dành tặng cho các bạn nhé bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang phần tiếp theo đó là phần tác phẩm đương nhiên điều đầu tiên chúng ta tìm hiểu đó chính là hoàn cảnh sáng tác được không ạ? Ở hoàn cảnh sáng tác này Chúng ta sẽ có một cái năm Ấn định là một cái năm khóa cho chúng ta Đó là 1967 Được không ạ? Vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình Được không? Và độ tuổi 25 Được không nào? À, bài thơ này thì được sáng tác vào năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Khi ấy, Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những bồng bột đầu tiên, những cảm xúc đầu tiên ở trong tình yêu của mình và bài thơ này thì được in trong tập thơ Hoa dọc chiến hào. Được không ạ? Xuất bản năm 1968. Ok không? Các bạn ơi, rất là nhanh gọn phải không ạ? Thế thì đôi khi chúng mình bị cứ bị lầm tưởng rằng là học văn nó là một cái gì đấy rất là dài dòng, một cái gì đấy nó rất là mệt mỏi. Nhưng mà bản thân chị thì nghĩ rằng là nếu như mà chúng ta biết hệ thống hóa mọi thứ và chúng ta học từ những cái từ khóa như vậy, chúng ta tự ngồi chúng ta tự phân tích bóc tách lại bằng cái lời văn của chúng ta thì nó sẽ mang lại cái hiệu quả rất là cao cho chúng ta trong việc học đấy. Được không nào? Thế nên chị hy vọng rằng là sẽ giúp cho các bạn có thể thay đổi được cái thói quen học văn của các bạn không phải là chúng ta ngồi chúng ta tụng kinh nữa Và chúng ta ngồi chúng ta suy luận Chúng ta ngồi chúng ta tự hình thành cái tư duy của mình Bằng những cái từ khóa tưởng chừng như là rất ngắn gọn thôi Ok chưa nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang cái phần nội dung tác phẩm các em nhá Đây chính là cái phần quan trọng nhất của chúng mình trong buổi ngày hôm nay Ok không ạ? Nội dung tác phẩm thì xuyên suốt cả à, in trong tập hoa giọng chiến hào em comment lại cho nhớ các bạn nhìn này đây ạ xuyên suốt cả cái bài thơ này chúng mình sẽ có 9 khổ thơ các em nhé một ạ hai ạ ba cộng bốn năm sáu bảy tám và 9, ok không? Nhá, 1, 2, 3 cộng 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Ok chưa nào? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá à, Đây cũng sẽ là cái bố cục mà chị phân chia cho các bạn luôn, được chưa nào? Như chị đã nói cùng với các em rồi đấy một trong những cái rất là quan trọng mà chúng ta cần phải quan tâm đó chính là về cái bố cục phân chia khi mà chúng ta phân tích đúng không giống như ngày hôm qua khi làm về bài thơ tây tiến của nhà thơ quang dũng thì chị hiên cũng đã phân chia cho các bạn một cái bố cục cực kỳ khoa học và cứ bố cục như vậy chúng ta học thì chúng ta sẽ rất ít khi nhầm lẫn và thiếu ý ok không ạ Thế nên là đấy là một trong những cái rất là quan trọng mà chị nghĩ các bạn cần phải lưu tâm nhá Rồi, ngày hôm nay chị cũng lại tiếp tục có thêm một cái bố cục nữa cho các bạn Và ở đây thì chị lựa chọn cái bố cục lớn hơn một chút đó là chị sẽ chia thành từng khổ Và có một cái phần hai khổ là gì đúng không ạ? Hai khổ là chị kép lại với nhau đó là cái khổ số 3 và khổ số 4 Đúng không nào? Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi tìm hiểu số số khổ số 01 nhá Khổ số 01 của chúng mình, chị sẽ đặt cho nó một cái tựa đề đó chính là sự đối lập Ok không ạ? Tại sao lại gọi đây là cái khổ mang cái tính chất là sự đối lập, dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Chúng ta có hai cái cung bậc trạng thái cảm xúc đối lập của con sóng. Đó chính là gì nhỉ? Dữ dội ồn ào. Đúng không? Và dịu êm lặng lẽ. Đúng không ạ? dịu êm lặng lẽ Thế thì chúng ta thấy rằng là đây là những cái trạng thái đối cực thường gặp ở con sóng Đúng không ạ? Thế nhưng mà đây chỉ là 30 cái phần trăm lớp nghĩa nó hiện lên thôi Thế còn 70 cái phần trăm lớp nghĩa chỉ ở dưới Nó sẽ thể hiện các nội dung như sau Cái thứ nhất đó chính là những cái cảm xúc trái ngược trong tình yêu được không ạ? Khi yêu thì có vui vẻ, có hạnh phúc, có Thế nhưng mà cũng có buồn, đau, có Và những cái chăn trở, âu lo cũng có đúng không ạ tiếp tục nhá đó tiếp tục là cái sự đối lập của người con gái trong tình yêu được không ạ người con gái trong tình yêu thì à, sáng nắng chiều mưa chưa trở trời mà đúng không ạ vui ngay đấy nhưng cũng buồn ngay đấy cảm giác hạnh phúc ngay đấy nhưng mà cũng nhanh chóng giận hờn người ta ngay đấy được không ạ và cuối cùng đó chính là cái sự đối lập trong chính bản thân nội tâm và bên ngoài của một cô gái bên ngoài có thể tỏ ra rất là mạnh mẽ nhưng mà bên trong thì nội tâm lại hàm chứa những cái sự yếu đuối. Đó là lý do tại sao mà người ta nói rằng là suy cho cùng thì những cái người con gái này vẫn thuộc về bản chất của phái yếu mà hiểu chị ông ạ thế thì rõ ràng nhá chỉ với một cái cụm như thế này thôi mà bộc lộ rất là nhiều những cái lớp nghĩ ở phía sau đúng không ạ và thêm một cái ý nữa các bạn phải lưu ý giúp chị đó chính là sử dụng từ và thể hiện cái mối quan hệ song hành dữ dội và dịu êm ồn ào và lặng lẽ có nghĩa là gì ạ những cái trạng thái đối lập này nó luôn luôn xuất hiện cùng với nhau song hành cùng với nhau và không bao giờ tách rời nhau Ok chưa ạ? Đấy là hai câu thơ đầu tiên nhá. Chúng mình có hai câu thơ tiếp theo, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Chúng ta thấy rằng là gì ạ? Ở đây chúng ta có biện pháp nhân hóa với cái hình ảnh sông không hiểu và sóng tìm ra tận bể. Đúng không ạ? có nghĩa là gì ạ sông không hiểu nổi sóng nên sóng tìm ra đến tận bể sóng bây giờ đã đặt để những cái giá trị nhỏ bé tầm thường là sông ở lại sóng bây giờ tìm về biển lớn nơi mà bản thân mình thuộc về được không ạ? Cũng giống như một người con gái mạnh mẽ, dám quyết tâm theo đuổi tình yêu của mình, đặt để những cái tình cảm tầm thường ở lại, chủ động theo đuổi tình yêu của mình. Và đây là một cái thông điệp vô cùng mới mẻ trong tình yêu. Đó là người con gái chủ động đặt để những tình cảm tầm thường ở lại để theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Được không? Theo đuổi tình yêu đích thực của mình. Các bạn đồng ý với chị không ạ? Đó thì đấy là khổ thơ đầu tiên nhá. Vậy thì cứ nhắc đến cái khổ thơ đầu tiên thì các bạn cứ cho chị hai ý. Một là những cái trạng thái đối cực trong tình yêu, hai là gì ạ? Cái thông điệp mới mẻ trong tình yêu. Ok chưa nào? Rồi, tiếp tục chúng mình sẽ cùng tìm hiểu với nhau khổ thơ số 2. Đây là khổ thơ mang tựa đề là khát vọng tình yêu. Được không ạ? Cái khổ thơ này thì là một cái khổ thơ mà nó không có quá nhiều những cái ý để chúng ta phải phân tích và tự chung lại chúng ta một có một cái đoạn thơ thể hiện rằng là gì ạ? Dù cho đó là thời điểm của quá khứ, đúng không? Ngày xưa mà. Đúng không ạ? Hay là thời gian của tương lai, ngày sau mà. Đúng không ạ? Thì gì ạ? Khát vọng tình yêu vẫn là khát vọng bất biến theo thời gian. Vẫn thế mà. Đúng không ạ? ôi con sóng ngày xưa và ngày sau vẫn thế mà đúng không ạ nỗi khát vọng tình yêu sẽ bất biến theo thời gian chỉ cần một điều kiện duy nhất thôi đó là trái tim của những người trẻ còn đập những nhịp bồi hồi được không ạ còn đập những nhịp bồi hồi tức là gì ạ à miễn là gì miễn là trái tim của những người trẻ còn đập thì đó là lúc mà tình yêu sẽ không bao giờ lụi tắt được không nào nhá Đây là cái thông điệp được đưa ra ở trong một đoạn thơ này Và khát vọng tình yêu không phải là khát vọng của riêng một ai cả Mà khát vọng tình yêu là khát vọng của tất cả chúng ta Của thế hệ ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, ở đời nay và muôn đời sau Ok chưa ạ? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau chuyển sang khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư các em nhé. Chúng mình có khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư mang à, nội dung đó chính là cuộc truy tìm căn nguyên của sóng truy tìm căn nguyên của sống. Nhưng cũng là truy tìm căn nguyên của tình yêu. Căn nguyên của tình yêu. Rồi ok các bạn ơi, các em có thuộc bốn cái tám cái câu thơ này không ạ? Trước muôn trùng sóng bể, em nghĩ về anh em, em nghĩ về biển lớn từ nơi nào sóng lên. Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Ở trong hai cái khổ thơ này thì em đã tách mình ra khỏi sóng để hạ lời thì thầm hai tiếng em anh rồi. Đứng trước đại dương bao la, trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, em nghĩ về anh, nghĩ về em, nghĩ về tình yêu của chúng ta và em bắt đầu cái cuộc truy tìm căn nguyên của con sóng rằng là từ nơi nào thì sóng lên nhưng mà cuối cùng thì em cũng đã thất bại trong cái cuộc truy tìm căn nguyên này và tự trả lời bằng một cái hành động rất là đáng yêu đó chính là em cũng không biết nữa phải không ạ? Một cái lắc đầu vô cùng là đáng yêu và sau cái lắc đầu đáng yêu đó thì cũng là đến cũng là lúc mà em nhận ra được cái mà bản thân em đang muốn hướng tới ấy là đi tìm câu trả lời cho những cái câu hỏi như là chúng ta yêu nhau từ bao giờ vì sao chúng mình lại yêu nhau đúng không ạ chúng ta, tại sao chúng ta yêu nhau từ bao giờ vì sao chúng mình lại yêu nhau và tất cả những cái câu hỏi đó đều đưa đến một cái đáp án duy nhất đó chính là mong muốn đi tìm ra cái quy luật của tình yêu nhưng chợt phát hiện ra rằng quy luật của tình yêu là không có bất cứ một quy luật nào cả được không ạ à? không có bất cứ một quy luật nào cả quy luật của tình yêu chính là không có quy luật thế nên mới có cái hiện tượng là gì ạ à? vô tình ta gặp nhau rồi vô tình thương nhớ, đời vô tình nghiệt ngã nên chúng mình yêu nhau. Vô tình nói một câu thế là em hờn dỗi, vô tình anh không nói nên đôi mình xa nhau. Chẳng ai hiểu vì đâu đường đời chia hai nhà chẳng ai có chẳng ai có lỗi cả, chỉ vô tình mà thôi. Vô tình suốt cuộc đời anh buồn đau mãi miết, vô tình em không biết hay vô tình quên đi. Được không nào? Rồi, bây giờ bước sang khổ thơ thứ năm nhé. Nếu như khổ thơ thứ ba và khổ thơ thứ tư là một cái cuộc truy tìm căn nguyên tình yêu, một cái cách trả lời đầy nữ tính của Xuân Quỳnh thì khổ thơ thứ năm lại mang tựa đề là nỗi nhớ. Được không ạ? Chúng ta thấy rằng có những cái điều rất đặc biệt ở trong khổ thơ này mà các bạn phải quan tâm. Thứ nhất, đó là khổ thơ này được nâng biên độ mở rộng từ 4 câu thành 6 câu để diễn tả cho thỏa cho đạt cái sự ngút ngàn mênh mông của nỗi nhớ được không nào nói về nỗi nhớ thương ấy mà chỉ dị dùng có bốn câu thôi thì chắc chắn là không thể nào không thể nào mà đủ được đúng không ạ diễn tả sự ngút ngàn sự mênh mông của nỗi nhớ bởi vì người ta nói rằng là cái tín hiệu đầu tiên của tình yêu chính là nhớ thương một người mà đúng không ạ bắt đầu nhớ một người là bắt đầu yêu một người rồi và nếu như mà cái việc nhớ một người đó chấm dứt thì có lẽ là chúng ta không còn yêu người ta giống như chúng ta nghĩ nữa rồi đúng không ạ cái tín hiệu đầu tiên của tình yêu chính là nỗi nhớ được không? Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ thấy này, đó là một cái nỗi nhớ mà bao trùm cả không gian, dưới lòng sâu và trên mặt nước. Đúng không? Rồi. Là một nỗi nhớ choán luôn cả thời gian. Ngày và đêm. Đúng không? Rồi, và đó cũng là một cái nỗi nhớ xuất hiện trong cả ý thức tiềm thức và cả trong vô thức với hình ảnh nói với cách nói lạ hóa gì ạ cả trong mơ còn thức tức là ngay cả trong mơ mà em cũng còn mang trong mình cái nỗi nhớ thương anh vậy thì có thể thấy đây là một cái nỗi nhớ rất là da diết một cái nỗi nhớ rất là rộng lớn một cái nỗi nhớ như thế nào ạ quặn thắt một cái nỗi nhớ thường trực một cái nỗi nhớ mênh mang. Đúng không ạ? Và bất cứ nơi đâu trong không gian này, thời gian này đều đang ẩn chứa nỗi nhớ thương anh. Ok không nào? Nhá. Khổ thơ số 5 khổ thơ nói về nỗi nhớ Sau khi mà nói về một trong những cái tín hiệu đầu tiên rất là nổi bật của tình yêu xong Thì Xuân Quỳnh lại trọng tâm nói về khát vọng mong muốn trong tình yêu Đó là khát vọng thủy chung Được không ạ? Khát vọng thủy chung này được thể hiện bằng Cũng là cách nói lạ hóa Xuôi về phương Bắc, ngược về phương Nam Được không? Ngược về Nam à chúng ta thấy rằng là đáng lẽ như bình thường thì phải nói là xuôi về phương nam và ngược lên phương bắc thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là gì ạ à chúng ta thấy rằng là ở đây lại là xuôi về phương bắc và ngược về phương nam cách nói lạo hóa như vậy để thể hiện rằng cuộc đời luôn ẩn chứa những cái nghịch lý và éo le mà chúng ta phải trải qua đúng không ạ thế nhưng mà dẫu cho đất trời này có bốn phương tám hướng dẫu cho có xuôi về phương nam hay ngược lên phương bắc thì trái tim của em cũng chỉ có duy nhất một phương để hướng về đó là phương anh phương của khát vọng tình yêu được không ạ à? nhá để thể hiện cái gì ạ à? thể hiện cái sự thủy chung dẫu xuôi dẫu ngược phương bắc phương nam nơi nào em cũng hướng về anh một phương được không ạ à? ok chưa nào rồi dù cho đất trời này có bốn phương tám hướng thì chỉ có duy nhất một phương để hướng về đối với bản thân của em đó là phương anh ok chưa ạ tiếp tục chúng ta có khổ thơ thứ bảy đây là khổ thơ nói về niềm tin trong tình yêu và niềm tin này được thể hiện bằng một cái sự thật tất yếu đó là ở ngoài kia đại dương có trăm ngàn con sóng và dẫu cho có khó khăn như thế nào thì cuối cùng những con sóng này cũng sẽ xô vào bờ thôi đúng không ạ à? giống như em vượt qua bao nhiêu vất vả đi chăng nữa thì em cũng sẽ tìm đến anh tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình đúng không ạ à? đây là một cái khổ thơ nền thế nên là cái ý và cái phần nghệ thuật ở trong này cũng thể hiện không nhiều thế nên chúng ta sẽ quan tâm tới nội dung nhiều hơn thì cái nội dung muốn hướng tới đó chính là một cái sự khẳng định niềm tin trong tình yêu thế nhưng hãy lưu ý giúp chị một điều nho nhỏ rằng là ở trong cái khổ thơ này chúng ta thấy rằng là có một hai cái câu thơ ở cuối ấy đó là hai cái câu thơ mà đã sử dụng cái cấu trúc đảo. Đúng không ạ? À ở ngoài kia Đại Dương trăm ngàn con sóng đó, đáng lẽ bình thường phải là gì ạ? Dù muôn vời cách trở thì con nào chẳng tới bờ. Nhưng ở đây Xuân Quỳnh lại viết là con nào chẳng tới bờ dù muôn vời cách trở. Thế thì chị muốn nói với các bạn ở đây là gì ạ? Cái cách nói của Xuân Quỳnh ấy nó vẫn tạo ra một cái sự hoài nghi nếu như mà nói như cái cách bình thường không đảo ấy, thì nó là một cái sự khẳng định chắc nịch cho việc là gì ạ à dù khó khăn như thế nào thì con nào cũng sẽ xô vào bờ thế nhưng mà nói theo cái cách của xuân quỳnh thì vẫn hàm chứa ở trong đó là những cái âu lo đúng không ạ mặc dù là niềm tin nhưng mà vẫn còn ở đó là đau đáu cái sự âu lo bởi vì là gì ạ à đôi khi là cảm thấy con sóng cũng giống như tình yêu nó mỏng manh quá nó có thể tan ra dưới ánh mặt trời nó có thể bị tan ra bởi bão rông đúng không nào Đấy, thế nên là cách nói của Xuân Quỳnh là một cái cách nói mà mang người ta có nói rằng là mang bản ngã của Xuân Quỳnh. Thơ của Xuân Quỳnh chính là tính linh của Xuân Quỳnh Thể hiện con người của Xuân Quỳnh Là một người phụ nữ lúc nào cũng mang trong mình Những cái chăn trở âu lo khi nói về tình yêu Thì điều này được thể hiện rất rõ qua khổ thơ thứ 8 Khổ thơ thứ 8 này Với tựa đề là những chăn trở âu lo Được không ạ? À? Cuộc đời tuy dài thế Năm tháng vẫn đi qua như biển kia dẫu rộng Mây vẫn bay về xa Nếu như mà thời gian của thời tự nhiên là vô hạn Thì thời gian của con người Chỉ là một cái khoảng hữu hạn thôi Và khi nhận ra điều này Thì Xuân Quỳnh cảm thấy rất là lo lắng Bởi vì liệu rằng 6, 70 năm cuộc đời 100 năm cuộc đời đó Có đủ để Xuân Quỳnh yêu đương hay không Tình yêu của chúng ta Liệu rằng có mỏng manh phôi pha Theo thời gian và tuổi trẻ hay không Đúng không ạ? Và những cái chăn trở âu lo này đây không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong thơ của Xuân Quỳnh. Đa số trong tất cả những cái bài thơ của Xuân Quỳnh đều ẩn chứa cái điều này. Khắp nẻo dâng đầy hoa cỏ may, áo em vô ý cỏ găm đầy, tình yêu mỏng mảnh như màu khói, ai biết tình anh có đổi thay. Được không ạ? Rồi rất là nhiều những cái bức thư gửi cho Lưu Quang Vũ cũng thể hiện những cái chăn trở âu lo này. Em thấy mình già rồi, đúng không ạ em thấy em không xứng đáng với anh không phải vì tình yêu mà là vì trí tuệ đúng không ạ lúc nào cũng cảm thấy một cái gì đấy nó chăn trở âu lo ở trong trái tim của mình được không ạ thế nên là chúng ta thấy rằng là chính cái điều này đã tạo ra một cái lời nhận định của tiến sĩ chu văn sơn dành cho xuân quỳnh mà cực kỳ là đắt giá đó chính là xuân quỳnh thực là người đàn bà của muôn thùa bởi vì chúng ta thấy rằng là bất cứ một người phụ nữ nào một người con gái nào khi bước vào tình yêu ấy nếu đã là yêu thật lòng bao giờ cũng luôn luôn lo lắng về nhiều thứ lắm lo lắng rằng là mình sợ mình hôm nay mình xấu đi rồi thì hôm nay mình như thế này mình như thế kia ở ngoài kia bao nhiêu người tốt hơn mình liệu rằng là cái tình cảm của mình có bền vững hay không kiểu kiểu vậy tất cả đều xuất phát từ một cái trái tim nhạy cảm của người phụ nữ thôi ok chưa ạ thì chúng ta có thể thấy rằng là ở đây giọng thơ đột nhiên trầm lắng xuống Đúng không ạ? À? Nó giống như là một cái lời thủ thỉ của người con gái nói với người con trai ấy Rằng là ở ngoài kia đại dương có trăm ngàn con sóng nhỏ Gì nhỉ? À, gì ạ? À? à, cuộc đời này tuy dài thế Nhưng mà rồi năm tháng cũng sẽ đi qua Như biển kia dẫu rộng như thế nào Thì những đám mây cuối cùng cũng sẽ khuất khỏi tầm mắt và bay về phía xa Đúng không? Đứng trước những cái chăn trở âu lo này, Xuân Quỳnh không lựa chọn những cái cách tiêu cực. Bởi vì rất có thể là trong những cái lúc mà chúng ta lo lắng, chúng ta hay nghĩ tới những cái tiêu cực, nhưng Xuân Quỳnh thì không ạ. À. Đúng không? Xuân Quỳnh thì không, Xuân Quỳnh lựa chọn khát vọng hóa thân. Và cái khát vọng hóa thân này của Xuân Quỳnh được thể hiện trong khổ thơ số 9. Làm sao được tan ra thành trăm con sóng nhỏ giữa biển lớn tình yêu để ngàn năm còn vỗ. Xuân Quỳnh phát hiện ra rằng là sóng gắn liền với đại dương Mà đại dương đã xuất hiện hàng ngàn, hàng vạn năm trên thế, trên trái đất này Hàng triệu năm trên trái đất này rồi Chưa bao giờ mất đi cả Còn biển, còn đại dương là còn sóng sẽ tiếp tục hát khúc tình ca này Thế nên Xuân Quỳnh đã mong muốn là mình có thể hóa thân vào con sóng nhỏ Để hòa nhập vào cùng với biển lớn tình yêu Để có thể vĩnh viễn hóa, vĩnh cửu hóa tình yêu của chính mình và đặt vào thời gian ra đời của bài thơ này là năm 1967 thì đó cũng chính là ước mơ mang tình yêu mong muốn, khát vọng mang tình yêu cá nhân của mình hòa nhập vào cùng tình yêu tổ quốc để tình yêu đó trở nên có ý nghĩa hơn. Ok không ạ? Các bạn ơi, thì đó là chín khổ thơ trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh mà chị Hiên đã vừa tìm hiểu với các bạn. Các em có hiểu không? Các em có hiểu không ạ? <laughs> Nếu như mà cảm thấy hay thì cho chị Hiên một like và một share nhá. Ok chưa nào? Rồi, ngày hôm nay thì chúng mình sẽ tạm dừng cái phần phát trực tiếp của chúng ta tại đây thôi. Chị vẫn nhắc lại với các bạn một lần nữa là hiện tại là thời gian mà các bạn đang có thể đặt trước cái bản phiên bản sách sổ tay văn học đặc biệt của chị. Chỉ có 300 bạn sở hữu những cái bộ sách những bộ sách này thôi. Chỉ có 300 bạn có cơ hội sử, sở hữu bộ sách này thôi. Và đây là một cái bộ sách mà đầy đủ tất cả mọi thứ những gì các em cần được không ạ? Thế nên nếu như mà muốn trở thành một trong số 300 bạn sở hữu phiên bản limited đặc biệt của bộ sổ tay văn học của học văn chị Hiên để có thể viết được những bài văn hay hơn và nhìn thấy ở đó những cái sự thú vị hơn, nghe cái bản audio mới nhất của chị Hiên thì các bạn có thể à nhắn tin cho admin fanpage học văn chị Yên để xin thông tin về bộ sách này và nhanh chóng nhanh tay đặt trước bộ sách này đi các em nhá. Được không nào? Rồi các bạn ơi, cảm ơn các bạn rất nhiều về ngày hôm nay đã tiếp tục dậy sớm cùng với chị. Chị chúc các bạn sẽ có một ngày vui vẻ và sớm thôi chúng mình sẽ quay trở lại gặp nhau các em nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Xin chào và hẹn gặp lại.